một ngày mới đến. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh cát hình nàng tiên cá Ariel. Yeah. Không có dễ để tìm được một bức tranh cát nàng tiên cá Ariel thế này đâu ha. Và chị Chim Xinh sẽ thực hiện việc tô màu bức tranh cát nàng tiên cá Ariel với mái tóc bồng bềnh, đang cầm một con ốc như thế này, với màu chủ đạo đó chính là màu xanh. Màu xanh biển, tượng trưng cho nước. Tiếp theo một màu cũng khá là quan trọng đó chính là màu đỏ. Màu đỏ này đó là mái tóc của Ariel nhé. Và đây, màu xanh lá. Xanh này nó cũng không hẳn là xanh lá, nó là xanh gì ta? Xanh mã các em. Nó là cái đuôi cá của Ariel. Sau cùng chúng ta có thêm màu tím. Màu tím sẽ tô phần áo ngực. Và đây chính là da, màu da. Rồi, bắt tay vào việc tô màu bức tranh cát nàng tiên cá Ariel thôi. Thank you.
chị chim xinh đã tô xong bức tranh cát nàng tiên cá Ariel với mái tóc đỏ rồi nè. Phần dưới này là do vì người ta không vẽ cái phần chân đuôi, cho nên chị không tô phần chân đuôi mà chị tô cái gương mặt như là hình vẽ của người ta thôi nhé. Mái tóc đỏ, mắt xanh, áo ngực màu tím, làn da rám nắng. Đừng quên like video và subscribe kênh Chim Xinh Channel nhé. Còn bây giờ thì chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong clip sau.